Do ảnh hưởng từ các biện pháp cấm vận giữa Nga và các nước phương Tây, 12 ngân hàng châu Âu có thể thiệt hại tổng cộng 7,5 tỷ euro, tương đương 9,3 tỷ đô la, thông tin đưa ra trong báo cáo của Deutsche Bank. Theo báo cáo mà ngân hàng Đức Deutsche Bank mới đưa ra gần đây, các ngân hàng châu Âu sẽ mất 7,5 tỷ euro do khủng hoảng Ukraine. Trong đó, ba ngân hàng bị thiệt hại nặng nhất là Raffaesen Bank International, Societe Generale và Unicredit. Mỗi ngân hàng thiệt hại khoảng 1 tỷ euro, bao gồm cả khoản lỗ từ hoạt động tại Nga. Hiện tại, đồng rút đang trên đà rất giảm mạnh. Để giữ giá đồng rút, ngân hàng Trung ương Nga đã liên tiếp tung tiền, can thiệp tỷ giá và có động thái nâng lãi suất đồng ngột tới 6,5%. Tuy nhiên, hiệu quả dường như không đáng kể. Hầu hết các ngân hàng châu Âu đều đang rút vốn và đóng cửa chi nhánh tại Nga, bao gồm Rafael Sen, Commerce Bank và Nordia Bank.